Chào tất cả mọi người, mình là Bảo Duy, còn đây là... Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Fit 24 Fitness and Yoga Center tại số 621 Hoàng Sa. Và để được biết câu lạc bộ Fit 24 Hoàng Sa thay đổi như thế nào thì hãy theo chân mình khám phá câu lạc bộ nhé. Và khi đã là hội viên của Fit 24, Fit 24 sẽ trang bị cho hội viên một bộ khăn tập miễn phí, trang bị cả nước lavi và một tủ khóa từ miễn phí tự động. Đi thôi. À, đây là khu vực lầu 1, khu vực thiết kế của tôi là tòa Fit 24 Hoàng Sa. Thì với hơn 200 lớp học hoàn toàn ngay xa lớp quốc gia liên hệ khác nhau. Thì các lớp học của Fit thì đều có hãy quyền từ SMU hết. Vì thế các hội viên có hành trải nghiệm được một làn gió mới và phong cách học tập của Tâm Âu. Từ những bộ môn mang thiên hướng là đốt cháy, ca lo với trường độ mạnh đến những bộ môn đang chia với các vũ trụ sao động và năng động, có thể giúp cho hội viên có được một cái môi trường tập luyện thoải mái cũng như đảm bảo sức khỏe cho hội viên từ xanh Và với hình như em biết được đó là Les Mills là một chương trình tập thể dục thể hình mang xu hướng quốc tế, thì chỉ có những câu lạc bộ thể dục thể hình chất lượng cao thì mới có thể mua bản quyền của Les Mills, và Fit 24 sẽ là nơi luyện tập lý tưởng cho bạn về bộ môn này. Thì các bạn yên tâm về về sự chuẩn bị của chúng tôi, về các dụng cụ hỗ trợ luyện tập như là bục step, thảm và các tạ, thì khi bạn đến đây bạn có thể theo sự hướng dẫn của giáo viên nữa thì bạn có thể luyện tập vừa với tạ vừa với âm nhạc, thì sẽ tạo lên một bộ môn thật là thú vị. Thì các bạn sẽ được nhận một cái chìa khóa từ như thế này, thì để sử dụng cái khu vực tủ khóa locker của tụi mình thì bên mình sẽ hoàn toàn sẽ là tủ khóa tự động, thì khi bạn nhấn vào như thế này thôi, tủ locker sẽ được mở ra vô cùng tiện lợi, mình có thể được chứa được cái đồ dùng cá nhân của mình và mình đóng tủ lại thì sau 3 giây tủ sẽ tự khóa. Và trong này sẽ là khu vực vô cùng thoải mái, sau khi những giờ tập mệt mỏi thì mình có thể sử dụng khu vực locker để xông hơi hay là sử dụng các mục đích cá nhân của mình. Thì bên Fit 24 sẽ trang bị tất cả các đồ dùng cá nhân dành cho khách hàng, ví dụ như là máy sấy thì các bạn có thể sử dụng thoải mái, không cần phải mất nhiều thời gian của mình khi phải chạy về nhà rồi phải tiếp tục công việc của mình. Thì khi mà các bạn luyện tập tại Fit 24 rồi á thì những dụng cụ này sẽ hỗ trợ cho bạn rất là nhiều luôn á. Thì theo mình đi thì khu vực trong này sẽ là khu vực xông hơi. Và bên Fit 24 mình sẽ bao gồm hai phòng xông hơi, đó là xông hơi nước và xông hơi khô. Thì phòng xông hơi lúc nào cũng được trang bị đầy đủ các không gian cũng như là những cái mùi tinh dầu rất là thơm, thì để cho mình có thể thoải mái xả stress sau những cái giờ tập mệt mỏi hay là những ngày mệt mỏi. Thì đây sẽ là phòng xông hơi nước,
xông hơi nước thì các bạn có thể sử dụng phòng xông hơi một cách thoải mái, và bên mình sẽ hỗ trợ cho bạn phòng xông hơi suốt quá trình mà Phép 24 Hoàng Sa mở cửa. Và tại Fit 24 với sự trang bị rất là nhiều phòng tắm khác nhau sẽ giúp cho khách hàng không phải chờ đợi lâu trong sau cái việc mà mình luyện tập nữa. Thì khi đến Fit 24 thì các bạn khỏi cần phải lo gì cả. Thì tại đây Fit 24 sẽ trang bị cho khách hàng cả về máy nước nóng, nước lạnh, về cả dầu gội và sữa tắm nữa. Thì các bạn khỏi cần phải lo gì cả. Khi sau những cái ngày mệt nhọc hoặc là sau những cái buổi tập mệt mỏi thì bạn có thể sử dụng phòng tắm một cách thoải mái và tùy theo nhu cầu của mình. Như các bạn biết đó, yoga vô cùng phổ biến và quen thuộc trên toàn thế giới. Đó là một bộ môn thể thao giúp mình giảm được căng thẳng, mệt mỏi và nắm bắt được xu hướng đó. Fit 24 đã phát triển bộ môn yoga tại câu lạc bộ với sự linh hoạt về tất cả các lớp cũng như là thời gian, thì dễ dàng cho học viên có thể lựa chọn các bộ môn có thể phù hợp cho mình từ cơ bản cho đến nâng cao. Và chi biết không, thì bộ môn yoga có xuất xứ là gốc từ Ấn Độ. Vì thế nên đội ngũ giáo viên của Fit 24 của 80% là Ấn Độ, với trình độ chuyên môn rất là cao, có thể giúp cho học viên tập luyện đúng với từng động tác, đúng với từng hơi thở luôn. Và bên cạnh đó, bộ môn yoga có thể giúp cho học viên mình có thể giảm stress, giảm cái căng thẳng, cũng như là có được lấy được cái giấc dáng sang chắc sau mỗi lần ngày tập luyện, và giảm stress vô cùng hiệu quả luôn đó nha. Và đây là khu vực lầu 5, khu vực luyện tập tự do. Ở đây các bạn có thể set up những bài tập dành cho riêng mình tùy theo nhu cầu cũng như sở thích. Và các bạn yên tâm nha, tại Fit 24 các bạn có thể sẽ được hỗ trợ tất cả các dụng cụ luyện tập từ bục step cho tới tạ đơn cũng như là dây nhảy hoặc là boxing. Và khi đến tới Fit 24 thì các học viên sẽ không làm là mình sẽ không làm như thế nào. Thì với bốn bạn cũng có những viên chuyên nghiệp và luyện tập thì các bạn sẽ không trang hội và khi chúng có thể và các bạn hôm nay có thấy điều gì đặc biệt không? Thì tại lầu 5 này, tại Fit 24 số 621 Hoàng Sa sẽ diễn ra một buổi reopening tại vào lúc 5:30 chiều ngày hôm nay. Thì các bạn còn chần chờ gì nữa, hãy đến Fit 24 621 Hoàng Sa nhanh đi nào, và những điều bất ngờ sẽ dành cho bạn vào tối hôm nay đó. Và với đa dạng các loại máy khác nhau từ cơ bản đến nâng cao hỗ trợ tất cả các nhóm cơ, thì khi bạn đã trở thành hội viên tại Fit 24, bạn có thể sử dụng thoải mái bất cứ lúc nào và có thể sử dụng theo nhu cầu của bản thân mình. Cái bài làm
Và các bạn hãy cùng theo chân mình đi tiếp thêm khu vực nữa nha, để cùng tham quan khu vực lầu 5 của Phía 24. Đi thôi. Dạ em cũng thấy như vậy đó. Với một cái view lầu 7 tại phía 24 Hoàng Sa như thế này á, thì các hội viên vừa có thể luyện tập thể thao, vừa có thể ngắm nhìn cái thành phố xung quanh nữa. Wow, quá tuyệt vời.